vẫn còn. Xin cảm ơn anh chủ tịch An Bignon rất nhiều đã kịp thời cung cấp thông tin cho thông tin hai trận đấu tiếp theo cho Bình Luận Viên. Ở giải đấu năm nay diễn ra tại khu vực huyện Ba Tri sẽ diễn ra hai lượt hai giai đoạn nha các bạn, giai đoạn vòng đấu bảng và giai đoạn vòng loại trực tiếp. Ở giải đấu lần này giá lâu đầu lần này thì ban tổ chức đến từ khu vực huyện Ba Tri. Pha đi bóng rất quyết tâm. Sau nỗ lực đi bóng vừa rồi thì chuyển xúc đến từ trung tâm giáo dục thường xuyên. Đó là nỗ lực của chuyển xúc mang áo số 25 Phong Danh. Nguy hiểm quá các bạn. Đánh đầu của chuyển đêm đầu tiên đã trúng vào xà ngang khiến cho thủ thành Nhật Quang hơi bị lắc các bạn, bị lắc trong vài giây. Quốc Khánh, nhưng mà cuối cùng thì thủ thành Nhật Quang cũng đã kịp thời cản phá được cú dứt điểm tiếp theo đến từ chân sút của trung tâm giáo dục thường xuyên 2. Ở giải đấu năm nay thì trung tâm giáo dục thường xuyên 2 có đến 3 đại diện là các bạn. Trung tâm giáo dục thường xuyên 1, 2, 3 luôn. Theo điều lệ của ban tổ chức thì trung tâm giáo dục thường xuyên có thể tham gia nhiều hơn những đại diện dành cho mình nhằm mà mở rộng sân chơi cho các cầu thủ trẻ của quê hương Ba Tri nói riêng cũng như là quê hương Bến Tre của chúng ta nói chung nha các bạn. Sau giải đấu diễn ra tại khu vực huyện Ba Tri, có tiếng còi của trọng tài, lỗi đến từ các cầu thủ của phía trung tâm giáo dục thường xuyên 2. Các cầu thủ của chúng ta cần hạn chế những pha bóng phạm lỗi nguy hiểm nha các bạn. Không vào, một pha dứt điểm thẳng đến từ chân sút của trường trung học phổ thông Phan Ngọc Tông. Cú dứt điểm nỗ lực vừa rồi là của Phong Danh. Chỉ số màn áo số 20 cùng với xin lỗi 25 cùng với người đồng đội mang áo số 20 Thanh Tùng vẫn đang thi đấu khá đôi bậc và phá bóng chưa thật sự dứt khoát. Trở về tới tiếng hai cơ bóng, một pha dàn xếp tấn công rất nguy hiểm đến từ các chân sút của trường Phan Ngọc Tông. Và đội trưởng Quốc Khánh là người có một cú dứt điểm cuối cùng. Bóng lại về chân của đoàn quân đến từ Phan Ngọc Tâm rồi các bạn. Dứt điểm cao vào. Ngay lập tức thì trung tâm giáo dục thường xuyên 2 đã có lời đáp trả. Bóng đã trúng vào cột dọc ba ra ngoài. Hai đội bóng đang cống hiến cho khán giả một trận đấu phải nói là
hấp dẫn hơn so với trận đấu đầu tiên nha các bạn. Ở trận đấu thứ nhất thì đoàn quân của trường Sương Nguyệt Anh đã thể hiện một sức mạnh vượt trội hơn so với đối thủ. Nắng đang dần lên cao các bạn. Chưa thể dứt điểm. Đã có lỗi các bạn. Các cầu thủ của chúng ta cần phải thấy yên tâm vì đã có đến hai vị trọng tài giám sát xuyên suốt giải đấu của chúng ta. Là về chân của Phan Ngọc Tông. Đường chuyền chưa thể đến được vị trí của đội trưởng Quốc Khánh. Trung Hèn đã là người can thiệp. Sau giải đấu diễn ra ở khu vực huyện Ba Tri sẽ tiếp tục diễn ra tại huyện Mỏ Cày và Dòng Trôm cho các bạn. Và sau một vòng đấu của các huyện thì chúng ta sẽ tiếp tục giải đấu tỉnh Bến Tre. Ở cấp độ tỉnh thì chúng ta sẽ thi đấu ở sân 7. Vẫn còn. Vừa rồi thì đơn vị truyền thông Gomeda của chúng em cũng có cơ hội đồng hành cùng với giải đấu truyền thống Chirevara diễn ra tại quê hương Mỏ Cày. Ở sân cỏ nhân tạo thị trấn Mỏ Cày của chú Hà Dũng. Đó là cũng là một giải đấu rất hấp dẫn dành cho các cầu thủ lớn tuổi trung học phổ thông. Sẽ là đối thủ của đồng quân đến từ quê hương Ba Tri. Một pha tranh chấp khá quyết liệt các bạn. Thu Thành. Một pha băng ra của Thu Thành Ngọc Quý. Ngọc Quý không ngại tranh chấp tay đôi cùng với tiền đạo của đối phương các bạn. Quý cũng có thể hình khá lý tưởng. Đánh đầu. Cú đánh đầu của Phong Danh. Phong Danh cùng với Thành Tùng vẫn đang thi đấu rất nổi bật. Phía đoàn quân của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2. Đại diện thứ hai của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tham gia vào giải đấu năm nay. Điểm khá nguy hiểm của Văn Trí. Bây giờ đã có sự thay đổi người đến từ trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Tông. Nguyễn Phú đã được tung vào sân các bạn. Rất dễ nhận biết Nguyễn Phú ở trên sân với một đôi tất không hề nổi bật chút nào. Không còn gì để nổi bật nữa các bạn. Chúng ta cùng chờ đợi màn trình diễn của Nguyễn Phú nha các bạn. Yêu màu hồng và ghét sự giả dối đây rồi. Sự góp mặt của Nguyễn Phú sẽ gây ra áp lực tâm lý lên hàng phòng ngự của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 để dành sự quan tâm chăm sóc cho cầu thủ này. Bóng đã bật ra không vào. Mấy em tí nữa thì đã có bàn thắng vào tỷ số dành cho đoàn quân đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2. Cú dứt điểm của Thanh Tùng. Thanh Tùng và Phong Danh giống như Bình Luận Viện đã nhắc trước đó thì cả hai cầu thủ vẫn đang thi đấu song sáo và nổi bật. Phía hình của đội trưởng Văn Trí trong danh sách đăng ký thi đấu của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 còn có những cái tên như là Công Thuần, Thanh Toàn, Hữu Thành, Thanh Giang, Trọng Phúc, Chí Bình và Thành Đạt nữa các bạn. Những đại diện đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên luôn rất mạnh và đồng đều về các tiếng nha quý khán giả. Trận đấu bắt đầu tiếp tục. Công Thần là người can thiệp. Chỉ số màn áo số 57.
Nỗ lực của Văn Trí. Phong Danh. Phản trọng dành cho Phong Danh. Và dứt điểm bằng chân phải, bóng đi sạch của Phong Danh chưa thể vượt qua được trung vệ áo xanh. Thủ môn mà Nhật Quang đang phải làm việc khá vất vả các bạn. Thủ thành của Phan Ngọc Tòng liên tiếp phải chống đỡ trước sức công phá đến từ hàng công với sự góp mặt của Phong Danh cùng với Thanh Tùng và đội trưởng Văn Trí. Lỗi đá biên các bạn ơi. Văn Trí. Tiếp tục là một sự thay đổi người. Hai ba cú dứt điểm liên tiếp luôn các bạn. Nhưng mà vẫn chưa có pha dứt điểm nào thật sự đủ lực và có thể vượt qua được những trung vệ đến từ Phan Ngọc Tòng. Nguy hiểm quá, bóng đã bật ra. Văn Trí. Vẫn còn cơ hội. Tiếc quá các bạn ơi. Một quả dứt điểm hỏng với trúng bóng mà bị mất chân trụ luôn các bạn. Và xử lý phải nói là theo cách dân gian là bị ruột bố rồi các bạn ơi. Nguyễn Phú. Nguy hiểm quá. Các cầu thủ của chúng ta cần phải bình tĩnh lên nha các bạn. Bình tĩnh lại Phú ơi. Một pha bóng nỗ lực của Nguyễn Phú, có lẽ Phú đã đi bóng hơi sát bức tường khiến cho tình huống tranh chấp đến từ trung vệ của trung tâm giáo dục Thường Xuyên 2 khiến cho Nguyễn Phú có vẻ hơi đau nên chỉ số màu số 7 hơi mất bình tĩnh các bạn. Sau đó thì trọng tài chính cũng đã rút ra những chiếc thẻ vàng. Để giúp cho các cầu thủ của chúng ta tỉnh táo trở lại. Không có gì phải căng thẳng hết các bạn ơi. Chúng ta hãy thi đấu thật nỗ lực. Vì cho dù thắng hay chưa chiến thắng ở trong trận đấu này, chắc chắn chúng ta cũng sẽ là người đồng đội của nhau trong màu áo của đại diện đến từ huyện Ba Tri tham gia vào giải đấu cấp tỉnh sắp tới nha các bạn. Hãy tập trung vào việc đá bóng nhiều hơn. Văn Trí chưa thể dứt điểm. Nguyễn Phú, đây là Nguyễn Phú. Giống như bình luận viên đã nói thì hàng phòng ngự đến từ trung tâm giáo dục Thường Xuyên 2 đang dành sự quan tâm chăm sóc chu đáo cho Nguyễn Phú. Vâng, vậy là trọng tài chính thầy Bảy Tình đã cho hiệp thi đấu thứ nhất được kết thúc rồi các bạn. Hai đội bóng đang tạm hòa nhau với số là 0-0.
quý vị và các bạn đã trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận thi đấu trong khuôn khổ giải bóng đá trung học phổ thông V-Sport khu vực huyện Ba Tri năm 2022. Cuộc đấu giữa trung tâm giáo dục thường xuyên 2 cùng với trường trung học phổ thông Phan Ngọc Tông. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì hai đội bóng đang tạm hòa nhau với tỷ số là 0-0. Ở trong hiệp thi đấu thứ nhất thì cặp đôi Phong Danh và Thanh Tùng cùng với người đội trưởng Văn Trí đã tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn. Vâng, vậy là có bàn thắng mở tỷ số đến từ các cầu thủ của trung tâm giáo dục thường xuyên 2 rồi các bạn ơi. Nguy hiểm. Đất. 1-0 đất. Ở trong hiệp đấu đầu tiên với sự thi đấu song sáo của cặp đôi Phong Danh cùng với Thanh Tùng và đặc biệt là đội trưởng Văn Trí thì các cầu thủ đến từ trung tâm giáo dục thường xuyên đã có một thế trận có phần lấn lướt hơn so với các cầu thủ ở Phan Ngọc Tông ở trong nửa đầu của hiệp đấu, nhưng bước sang nửa sau thì đội trưởng Quốc Khánh cùng với Anh Tú và Văn Khải, đặc biệt là sự góp mặt của Nguyễn Phú, tỷ số màu số 7 đã khiến cho Phan Ngọc Tông có một thế trận cân bằng hơn so với nửa đầu của hiệp đấu đầu tiên. Trước trận đấu này đã diễn ra cuộc đối đầu giữa trường trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh và trường trung học phổ thông Phan Thanh Giản nha các bạn. Các cầu thủ của Sương Nguyệt Anh đã gieo sầu cho đội quân đến từ Phan Thanh Giản, một pha xử lý biểu diễn và xử lý có phần nhẹ nhưng mà nghệ chưa có thành các bạn, đến từ đội trưởng Văn Trí. Văn Trí muốn có một pha xử lý kiểu giống như là Neymar. Vẫn còn. Khá hay. Một pha xử lý, pha phá bóng gây nguy hiểm, mém gây nguy hiểm cho cổ động viên bên ngoài sân các bạn. Pha bóng được diện cho Thanh Phong ở bên ngoài sân. Không biết là Thanh Phong hôm nay đang có vũ cho đội bóng nào. Rất quyết tâm, chưa thể dứt điểm. Một đường chuyền của Văn Khải, cơ bóng. Dứt điểm rất nhanh đến từ chân sút mang áo số 12, Hoàng An. Hoàng An thi đấu cũng không hề kém cạnh gì với những người đồng đội Phong Danh và Văn Trí. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi. Và không chơi bước một rất tốt của Hoàng An. Nhưng tiếc cho Hoàng An là pha dứt điểm đã đi hơi chệch vài ít cm các bạn. Nhật Quang. Xin lỗi, đó là thủ thành Ngọc Quý. Trung Hèn. Không được. Tình huống phạm lỗi đẩy người đến từ đội trưởng Quốc Khánh. Các cầu thủ của chúng ta cần hạn chế những pha bóng phạm lỗi các bạn ơi. Nguyễn Phú. Nguyễn Phú một ẩn số đến từ Phan Ngọc Tông. Chân sút mang áo số 7, đường chuyền đã hơi sửa lần của Hoàng An, nhưng chân sút mang áo số 12 vẫn có thể tung ra một cú dứt điểm. Nhịp độ của trận đấu đang được đẩy lên rất cao các bạn. Nắng cũng đang dần lên cao và nhịp độ cũng lên cao cùng với nắng luôn các bạn ơi. Bây giờ bình luận viên nhận thấy đã có đông hơn các cổ động viên nữ đến cổ vũ trực tiếp tại sân. Với sự góp mặt của những cổ động viên xinh xắn, mong rằng
photographer và anh cameraman sẽ có những bức hình thật đẹp và ấn tượng dành cho các cổ động viên của chúng ta. Vâng, lỗi thay người đến từ cầu thủ mang áo số 14, đó là Nhĩ An. Nhĩ An đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ngay khi mà mình chưa chạm được bóng. Quá nhanh luôn các bạn. Nỗ lực cản phá ban đầu của đội trưởng Quốc Khánh. Nguyễn Phú. Khu trung lộ của các anh em đến từ Phan Ngọc Tòng. Cơ hội 3-2. Đang dần dần lấy lại từ phía tay của trung tâm giáo dục thường xuyên. Cú dứt điểm đã trúng vào trung vệ mặc áo bếp đi ra ngoài. Thời gian thi đấu ở trong hiệp 2 chỉ mới trôi qua được hơn 5 phút rồi các bạn. Và các cầu thủ đến từ trung tâm giáo dục thường xuyên 2 đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng cách biệt là phải nói là mong manh. Liệu rằng các chân sút đến từ trường Phan Ngọc Tòng có thể tìm kiếm được bàn thắng cân bằng tỷ số, nếu như có được điểm số trong trận đấu ra quân sẽ là một thành công không hề nhỏ của các đội bóng tham gia vào giải đấu lần này. Giải đấu năm nay ban tổ chức sẽ thi đấu làm hai giai đoạn nha các bạn, và giai đoạn vòng đấu vòng bảng và một vòng ở giai đoạn vòng loại trực tiếp. Cơ hội hàng phòng ngự của Phan Ngọc Tòng đã lùi về rất nhanh. Văn Khải không được, nhưng những đường chuyền cuối cùng đến từ đoàn quân của Phan Ngọc Tòng vẫn thiếu đi độ chính xác, hơi thiếu thôi các bạn. Đã đến lượt hỏi ý của các cầu thủ đến từ Phan Ngọc Tòng. Đã hết giờ ấy các bạn, trận đấu sẽ được tiếp tục. Đường trả bóng hơi sâu. Nguy hiểm. Trọng tài đã xác định một quả đá phạt lên dành cho trung tâm giáo dục thường xuyên. Văn Trí. Vẫn còn. Thanh Tùng là người kịp thời phá bóng an toàn trước khi được chuyền đến được vị trí của người đồng đội mang áo số 15. Nguyễn Phú. Không được. Pha dứt điểm của Tuấn Minh. Tuấn Minh có thể dứt điểm. Nếu như đó là một đường chuyền thì sẽ là các bạn. Nhưng mà Tuấn Minh đã không có đủ thời gian để đưa ra một quyết định thật sự chính xác.
tình huống bóng diễn ra hơi nhanh nha các bạn. Cuối cùng thì Tuấn Minh đã quyết định tung ra pha dứt điểm bằng chân trái. Thầy Hồng đã cắt còi và xác định một quả đá phạt có cự ly khá gần với vòng cấm địa cầu môn khung thành của Nhật Quang. Đứng trước quả đá phạt này sẽ là Hoàng An. Hoàng An cũng có chiều cao rất tốt. Của chiếc điểm thẳng của Hoàng An. Nguyễn Phú, tốc độ của Nguyễn Phú. Vẫn là Nguyễn Phú. Vâng, vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số dành cho tỷ số đã được cân bằng một đều dành cho trường Phan Ngọc Tòng các bạn ơi. Một đường kiến tạo quá hay của người đồng đội Nguyễn Phú. Chuyền sút mang áo số 7 đã không phụ lòng của bằng của huấn luyện viên Hoàng Minh. Đến từ bàn ghế huấn luyện của trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Tông. Đường truyền của Nguyễn Phú giống như là dọn cỏ vậy đó các bạn. Loại bỏ đi hết cả hàng phòng ngự lẫn thủ môn đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2, Thủ Thành Ngọc Quý. Người vừa có pha lập công đó chính là Tuấn Minh các bạn. Chuyền sút mang áo số 15 đã cân bằng tỷ số một đều trước đường kiến tạo đến từ Nguyễn Phú. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Nguyễn Phú cũng đã thi đấu xong sáu bên lăng cánh trái. Trong một tình huống tranh chấp thì Nguyễn Phú đã có hơi phần hơi mất bình tĩnh, nhưng với sự nhắc nhở đến từ tổ trọng tài cũng như là trưởng ban tổ chức thì Nguyễn Phú đã thi đấu tỉnh táo trở lại. Sau khi tập trung vào việc đá bóng thì Nguyễn Phú vừa mang lại một đường kiến tạo đem về bàn thắng có thể nói là quý giá dành cho đoàn quân của trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Tông trước cuộc đối đầu cùng với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 ở trận đấu ra quân trong khổ giải bóng đá Vsport Trung học phổ thông khu vực huyện Ba Tri năm 2022. Rất hay pha bóng nỗ lực vừa rồi là của anh Tú. Thủ môn mà Nhật Quang nhanh hơn một nhịp các bạn. Đường truyền vừa rồi là dành cho Hoàng An. Hoàng An cũng đã khống chế bước một khá tốt, nhưng cự ly gần như vậy thì thủ thành Nhật Quang đã không hề khó khăn, có thể phá bóng trong chân. Cơ hội cơ bao và xử lý đi bóng bỏ vào trung lộ và tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Và xử lý khá giống như là cầu thủ Rodman các bạn, nhưng mà cú cứa lòng bằng chân trái của Văn Trí đã đi hơi cao. Nếu không thì sẽ là một siêu phẩm bóng qua bóng gây nguy hiểm cho cầu thủ Đậu Nành, một trong những chuyền sút hàng đầu của quê hương Ba Tri. Đậu Nành cũng là một trong những cầu thủ quen thuộc của sân NCT Football. Một pha bánh mì kẹp thịt luôn rồi các bạn. Có đến hai trung vệ áo xanh áp sát nhanh trước tình huống đi bóng của cầu thủ đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2. Phan Ngọc Tòng không ăn cơm tấm mà ăn bánh mì kèm thịt các bạn ơi. Có đến 5 lỗi dành cho các cầu thủ đến từ phía Phan Ngọc Tòng các bạn. Trọng tài chính thầy Bảy Tình đã có những lời nhắc nhở, nếu như có thêm một lỗi thì các cầu thủ Phan Ngọc Tòng buộc phải nhận một quả đá phạt 6 lỗi. Cảm ơn. Tình huống dứt điểm của đội trưởng Văn Trí. Vâng, vậy là trọng tài chính đã thôi là còi kết thúc trận thi đấu thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay.
hai đội bóng Phạm Ngọc Tòng cùng với Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên 2 đã hòa nhau với số là một đều. Rồi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trận đấu tiếp theo. Cuộc đối đầu giữa Tán Kế cùng với Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên 1 các bạn.